Dạ thưa Kim Khiết và anh Khương, xin kính chào bà con cô bác. Dạ kính chúc tất cả bà con bác mình thật nhiều sức khỏe nha. Đi đi qua cầu. Dạ. Đi qua cầu để nơi rồi hãy tập trung nói chứ giờ nơi giờ nói xong rồi đi qua cầu không khác. Em rớt dưới á. Bỏ dép hả? Dạ. Thôi em bỏ dép cho chắc ăn. Ghê quá. Cái dép của em nó bị. Cũng hay ha, đi cũng hay ha. Điều, đi bỏ chung mà. Ổn không mày? Coi chừng cái clip triệu view thì có nha. Bùm. Bỏ chung nhập hết rồi. Bỏ chung nhập hả? Dạ sáng giờ thì mấy anh em của tụi em cũng lên đã cắt một loạt cam rồi lên xe rồi. Thì bây giờ 5 tấn á. Dạ một đợt cũng 5 tấn rồi. Thì bây giờ mấy anh em chuẩn bị đi ra vườn để ra cắt đợt thứ hai. Và sẵn để giới thiệu vườn cam với bà con cô bác luôn. Ủa sao đi ra lại vậy? Sao hả? Nãy đi lên xuống bước lên trời. Trời ơi báo. Báo ai ướt? Anh Minh ướt hết. Rồi. Ướt luôn. Mày cũng ướt luôn hả? Dạ. Rồi xong. Ướt như hang rùa vậy. Có quay clip lại không? Để bà con bác thân mến, hồi nãy thì là ở trong kia là cam người ta cắt, người ta chuyển vô rồi, bây giờ mình ra vườn cam. Mà công nhận cam ở đây trồng rất là khác so với cam ở bên bên quê Khương Dừa là tầm xa xa không à, để người ta ăn lâu năm á. Còn cam đây hồi nãy nói chuyện với mấy chú nghe nói đâu là trồng giống như công nghiệp vậy. Dạ. Người ta gần để người ta có số lượng gốc nhiều để có trái nhiều để người ta bán trong vòng 5 năm vậy, người ta thuê đất á. Dạ. Thuê đất thì trồng mất 2 năm. Thì tới năm thứ hai mới có trái thì họ sử dụng được có 3 năm mà cho nên là họ phải trồng nhiều đặt là kéo vô rồi mình vô vườn cam đây nè. Khương Dừa cũng không có hình dung là vô cái vườn cam này nó khó đi như vậy luôn. À, đây là cái cam. Hái luôn nè. Một xíu thì mấy anh em Khương Dừa sẽ hái. À, đây. Cam này thì nó đây giờ nó cũng nhiều cỡ. Này cam này là ăn liền nè. Còn cam này chắc qua Tết. À, đây. Ăn cam nữa đi. Ăn cam đi. Quay cái gì ăn nấy. Quay cái gì ăn nấy đó. Số hụt đói bụng. Đói bụng muốn chết rồi. Sáng giờ mấy anh em đói bụng muốn xỉu rồi mà phải quay ra để giới thiệu ông bác rồi ăn cam nè. Ăn cam thấy mới hấp dẫn. Cơm cho ăn bánh cam không? Cầm lột đi để anh tiếp tục đọc số điện thoại nữa, số điện thoại dễ nhớ quá. Đầu tư cái thôi là dễ nhớ quá, mỗi lần đọc phải nhìn màn hình để mà ông bác biết nữa mà đặt cam. Và số điện thoại hotline có hai số nha bác, số điện thoại đầu tiên là 0378810053. Khương Dừa lặp lại là 0378810053. Số thứ hai là 0703407054. 0703407054. Và còn địa chỉ là ở số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, bà con bác nếu mà mua trực tiếp thì lại ngay hội quán ngôi sao Bạch Dương ở địa chỉ vườn nêu trên. Còn nếu mà bác mà ở xa quá không đi được thì bác gọi theo hai số hotline trên hoặc là nhắn tin rồi mấy anh em Khương Dừa sẽ giao cho bọn bác. Dạ. Nhờ shipper giao. Dạ. Còn cam này thì là bây giờ lên trển là bán giá là như là giá còn như rẻ như tại vườn vậy đó là 30.000 5 kg. 30.000 5 kg cam. Trời 10 ơi. 10 kg là 50.000. Quá rẻ luôn. Bây giờ bà bác ra ngoài chợ mua thì cam nhỏ nhỏ thì người ta mua giống như mua vét vườn hay là cũng 20.000 3 kg rồi. Bán này thì bà con bác dùng thì bác sẽ giá rẻ ngon bà cũng thích đó, nhưng mà sợ cái là sợ bị ảnh hưởng tới mấy bạn mấy anh chị bán cam mua sinh đó. Dạ. Dạ. Thôi nhưng mà thôi mà một người mua dạng người bán mà. Ủa một người bán dạng người mua mà. Cho nên là Khương Dừa chỉ bán cho những bà con bác khán giả kênh Khương Dừa thôi, còn bà con bác còn lại thì người ta sẽ mua cho ủng hộ cho mấy bạn đó. Dạ. Chứ thôi mình bán vòng xong có nhiều người ta biết đâu, người ta đang xem mình, ta đang mến mình, cái ra mình bán vậy rồi người ta bán không được, người ta buồn mình, người ta không mến mình sao? Cái này là mình bán giùm cho nhà vườn, tại nhà vườn đang bán không được. Ừ. Cho nên mình bán giùm, mình mua mà mình chịu lỗ tiền công mà. Chứ cái này đáng lẽ lý là bán phải 10.000 ký. Dạ. 10.000 ký cũng không được, 15.000 ký luôn. Dạ, cam này cam ngon mà. Ừ. Rồi xong rồi. Rồi như Khương Dừa chia sẻ đó, mấy anh em Khương Dừa sẽ bán xong rồi gom lại đi trao quà cho bà con bác ở dưới Cần Giờ. Rồi giờ mình đi vô vườn cam nha. Để cho bà con bác hình dung được một cái vườn cam nó đi nó khó khăn như thế nào. Giờ Khương Dừa sẽ đi vô. Đó, đi qua lướt qua màn hình nè. Rồi đó, đó, cam nó quất vô mặt nè. Đó, đó.
Thôi em bò đi, trời ơi. Cẩn thận nha, nha Ngân, nha Mai, nó bắn em á. Bà con bác thấy cực chưa? Mai đi được hả? Không cần phải cúi. Mai đi khỏi khung. Cho nên là ở trong đây là người ta là vận chuyển là cam là theo cái đường mương. Ôi da, cam nó đụng đầu. Cam gì mà trông đặc rắc cái trời, đặc chi với đặc, đặc sệt vậy. Kẹo luôn. Bởi vì cái này nó không có tuổi thọ nè. Dưới quê anh là sống trong cách khoảng 4 cây là người ta bỏ 2 cây giữa nè. Dạ. Nó 2 cây đầu này nè. Cho cái tàn nó giao nhau á. Rồi nó có nắng thì trái cam nó đẹp. Trái nó nhiều nữa. Còn đây là trồng nhiều quá. Nhưng mà anh nghĩ chắc người ta cũng sẽ biết kỹ thuật trồng chứ. Dạ. Ta biết hết nhưng mà tại vì cái bà con bác người ta cũng muốn trồng vậy thôi. Đúng không? Đây. Cái này chắc để chờ tiết kiệm diện tích ha. Thì đó được trồng nhiều gấp. Nhiều. Đây, hồi ôi. Nó chín rồi bác, bữa nay là giá rẻ quá bác, không được cho nó chín nè. Đó. Bẻ tại vườn luôn nè. Đó. Ngon không? Đó, lát xem mấy anh em xuống vừa sẽ cắt. Mê ly chưa? Cam này ngon ngọt lắm. Hai cái này mình dạ mình dắt uống nước cũng được, còn mấy mình ăn không. Mình gọt vỏ mình ăn không vậy này nó tốt hơn nè. Này bà con bắt cứ mua đi, mua rồi biếu cho người này người kia. Cô vừa thấy nhiều quá không biết bán hết luôn. Cũng hơi hợp. Nè, đó. Rẻ quá nó rụng rồi. Rụng nè ta bỏ nè. Nhiều lắm nè. Đó. Nó dụng này giờ còn dụng quỷ cam này mà nó rụng là thúi dũng luôn. Ốc cá rồi cũng khó sống với nó. Tại nó the. Ừ, nó the lắm. Nhiều ghê luôn. Trời ơi. Coi vườn cam này. Ghê hồn luôn. Cái đoạn này đi còn dễ nha, còn quay được cho bác xem nha, chứ cái đoạn khác kia là đi không được luôn. Đoạn kia đi té là... luôn nè. Nãy Giang bị té đây nè. Nãy em đu lủng lẳng mà em còn té. Thấy cực chưa bác? Ở đây chỉ có Mai là phù hợp với vườn cam mà. Hả? Sao tao quay Mai à? Để từ từ coi. Đỡ khum hơn, như anh là không phải sợ khum cực. Đâu khum đâu khum. Khum gì đâu khum. Có khum đâu. À. Có vướng cái gì đâu. Đó. Tụi em cứ chọc Mai không được cao chi không? Vô vườn cam người ta phát huy lợi thế liền thấy không? Ở đây em có độ dẻo nè, em lách mấy cành á. Tới chỗ này hơi bị khó đi. Tới đây sao đi đây nè. Bây giờ sao qua anh? Hả? Thì bay qua đây. Hồi đó mình đi học mình có học cái môn nhảy xa đó không? Trời ơi. Thầy cô đã dạy mình sao giờ mình áp dụng vậy thôi giờ. Rồi anh bay đi. Anh thường anh đó anh bay chừng xíu à. Mà nó thay gán thôi chứ này chắc bay mà không nổi, anh bay không được đâu. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao bay được mày? Ngân bay coi. Tự nhiên mình sợ rớt đồ lắm chứ. Hả? Mà em bay được luôn hả? Bay được là nổi tiếng luôn á. Thôi chị nhảy xa dở lắm. Hứng nồi chứ đi hả? Mai cầm cho em coi rồi không chút chị đi ấy nha. Em bay được thiệt á hả? Em chắc cũng hơi sợ á, chị đừng làm em ấp luôn. Này. Rồi lấy đà, lấy đà. Này clip chị kêu cho chị đi. Thử cái đứa nào có điện thoại chưa? Không có cầm điện thoại, em nhưng mà từ từ. Bắt chớn không? Thôi. Bắt chớn chứ, sao mà không nhảy được. Thôi nguy hiểm lắm chị ơi. Chứ thì qua được không? Thì được không? Không, tại vì nó cái cây nè, mình không có bật xa được. Qua được người ta. Ở chừng cái cây nó mục. Không được. Kêu đò đi. Không được rồi. Ở đây có ông lấy đò. Mình không nên vui quá. Có ông lấy đò hả? Thử rồi. Thử làm gì có cái gì thử hay không. Mày bắt qua nó tụt cho nó thôi. Mày rớt thiệt á. Mà trẻ cháu mới hay thế. Đâu đẹp thử em cảm giác em sẽ tới đó. Cảm giác qua tới thì bài thôi. Cái cây này anh bẻ dùm cái nhánh khô đi anh. Có cái nhánh cam bị khô nè. Chị thủy thử không? Không. Chị nhảy cao, chị nhảy cao được chứ nhảy xa dễ hẹt à. Cái này nó lại không có cái chỗ lấy chớn nữa nè. Nhổ luôn cái cam. Chị này. Chị chỉ nhảy đầm được thôi chứ chị nhảy xa chứ cao không được. Được không? Không biết nữa, cảm giác thử ơi, mình thử. Khả năng mình thôi. Sáng chứ anh nè, đây coi anh nè, coi anh nè. Đó. Đâu quá, thấy không? Ghê quá vậy ta. Thấy không? Có gì dài. Đâu. Thấy không?
Đó thấy không? Thấy không? Sao lấy đơn giản vậy? Đó thấy không? Con qua đi con. Sao anh nghĩ đơn giản? Mai đi ra đây đi Mai. Bên chỗ nào nó, bên này nó ngắn hơn đúng không? Ôi em sợ quá à. Được không? Thử thách. Đâu thử coi. Thôi thử là rớt dưới nước á chứ mà thử. Cố quyết tâm quá. Rất sợ sợ á, tự nhiên giờ này. Hãy tưởng tượng ở đằng sau một bầy sói. Nó bạn lạc trong cánh rừng. Chết mà. Ông kịp, ông kịp cứu. Ai đâu kịp cứu đâu. Năm có kịp ứng không? Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, anh chưa kịp gì nó bay qua đâu biết đâu. Anh chưa kịp phản ứng luôn, xin lỗi bà con bác nha, không phải gương vừa không không. Trời ơi, thôi chết rồi. Ai biết đâu, tính bên, tính bay qua được. Sao dở vậy? Nhờ, nãy có đem đồ không? Để không nhờ anh Minh đem ra giùm. Đâu lên, bà qua anh kia mới bay qua lại đây. Bay qua lại. Rồi, tại cái bờ nó bở. Nó không, bà cũng tới đây à. Nhưng mà nãy anh đâu có đâu vịn được, vịn là kéo anh xuống luôn á. Kỵ ta, chỗ này vậy đâu mà. Chị với em không xong rồi Mai ơi. Thôi chị em mình kiếm người lái đò đây chị. Ừ. Em thấy không được không? Không được luôn. Làm gì vậy? Không được nhảy, nhìn là biết không nhảy được rồi. Em nói mấy người mà trời ơi, cái này là chưa chồng chưa con gì còn nhảy không nổi mà em bảy đứa sao em nhảy nổi. Kêu lấy đò đi. Gọi cho anh Minh đem đồ ra. Không có đồ. Trương Thái kìa, Thái nó núp lùm nãy giờ anh kia nó có xuồng mình kia nó núp đó kìa. Nó kêu nó núp lại cho mọi người bơi qua kìa. Cứu bộ Thái ơi. Để chị để chị nhờ. Để lấy đồ qua Thái ơi. Mặc đỡ. Lại cho chở mấy đứa nó qua ơi. Thái ơi. Gọi điện nhờ anh Giang á lấy bộ đồ của em cho anh Thái mặc đỡ đi. Đây qua đó thì dễ. Lấy bộ đồ bà ba của em. Thái ơi. Anh Thái ơi. Chơi nữa. Anh ra đây chở tụi em nha. Gùa, lắm gùa chở qua. Thôi cái nón của em chắc xong phim rồi đó. Anh Thái ơi, anh lại anh làm con gùa đi. Em lên lưng à. Em lên lưng anh rồi anh chở em qua xong. Ngân tới giữa xong rồi. Ngân là xong rồi đó. Ngân thẳng rồi xuống đây đi. Yếu quá, yếu quá. Kéo phụ kéo cái thuyền anh Thái đi Ngân. Ở đây đó mà sao bướng anh? Người ta đứng chỗ người ta còn bay qua được nè, coi nè, coi anh nè. Nè, nữa hả? Diễn nè nè. Đứng một chỗ búng qua thôi. Đó. Có gì đâu. Nè. Nó đơn giản quá ha. Đó. Anh luôn, có anh mặc đồ người vợ đó anh bay qua vậy. Cho em có vàng qua anh thấy ơi. Vậy. Em có vàng qua đi ngân nó rớt dưới rồi em sợ quá. Nãy giờ mấy người rất cao. Chứ vậy, có xuồng này không kêu. Anh có xuồng anh chịu ra anh trốn. Trốn đâu trốn. Ây dạ. Trời ơi. Xuống té 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 mày quê á. Xuống xuồng mày té mày quê á. Chị đó Mai đi gan chị đó em. Đi gan chị em. Thiệt kéo chứ. Nói luôn á sao mà nói xuống lắc xuồng. Đi gan chị đó. Ờ. Nè nè ngon. Dính cái cây nha, dính cái cây nha. À khoan từ từ nha. Cân bằng chứ. Thôi thôi bây giờ em ngồi xuống đi. Ngân té không kịp phản ứng, không kịp lại vịn lên luôn á. Ngồi xuống đi. Bây anh đó đó nè, nổ ra. Là cái ẩm. Ngồi xuống rồi, ngồi xuống. Ừ, ngồi xuống vậy đó. Thì sao? Đi anh đưa em về, về quê hương ta sống ha. Đây. Đến đó. Em bà ông, em bà ông. Để lên dễ hơn nè. Để đằng kia cái gì? Đằng kia đất nó cao lắm. Chưa chừng mai bước tới, đằng này bắt tới bước tới nè. Em ngồi đi em ơi, làm gì mấy? Đây. Chút chùi. Thôi em lên cho chắc anh Thái ơi. Lên đây vô. Hứa à. Được không? Nắm tay. Được không? Nắm tay nha. Không được thì lại đánh dính cái cột. Lên nó té tôi mới cười okay. Xỉu. Xuồng này nó hơi nhỏ cho nên là nó khó. Xuồng này xuồng composite nó trồng trền lắm. Trồng trền. Ngân lại đây là leo lên bếp. Xuồng này đi cho em đi về luôn. Vậy đó. Vô đi ăn đại đi. Đem đồ ra đây. Ăn miếng đi rồi vô. Thôi ăn đi rồi vô. Em ấy được không? Ăn miếng đi. Ờ. Vậy không mấy người đi chứ sao về nhà kha thay đồ có xe chở. Được không? Ý là xa lắm á, đây vô trỏng xa lắm ăn miếng đi. Ăn đi về tắm thôi. Không ăn mọi đồ.
thay đồ tắm rửa thì ra. Đây, đây mập. Báo qua báo. Báo qua báo. Thôi. Cứ thể hiện. Thôi. Qua bay qua được. Chờ anh xíu đi, anh bơi tới mà không chịu à. Cho giải đi nè, trả đi ngồi nè. Không chưa, quen chưa. Rồi giờ đi mình vô hả? Đi với Kha là vô lấy đồ, Kha mình đỡ. Ngân không có đem đồ. Anh đi có đem đồ, biết thế nào xuống đây cũng xong nước mà. Ngân vô thay đồ liền không Ngân? Đi thì đi. Vậy đi đi Kha, em. Có nó đi được không? Mày cú quá Ngân ơi. Cú quá. Ba không ba. Hai đứa chìm rồi. Nội đi ra đi vô không hết giờ rồi. Rồi thôi giờ làm cơm ăn đi. Nãy tính làm ở chổng ăn nữa mà thôi rồi dọn ra đây rồi làm cơm nước ăn đây rồi xác lát đi cắt cô. Đi cắt cam luôn. Hồi nãy chị có cái nón. Chị mà chị đi bờ chị bỏ em hả? Hai đứa bơi xuồng á, để vô thay đồ rồi bơi ra. Không thì nhờ anh ba đem đồ lên đây đi chị ba. Thay đồ. Thay đâu? Thay đồ tắm được á, đi đi. Đi xuồng nó mau hơn đi bộ. Nó khỏe hơn đi bộ. Rồi sao ra đây thay. Không đem lại nhà của Út á. Đem lại nhà chú Út thay. Coi chừng bơi. Đây đó. Coi chừng bơi ra tới cầu Mỹ Thuận luôn á. Hai đứa ngồi hai đầu thì nó không có chìm cái đít. Anh thấy nó chuyện nghe mắc cười quá. Hai đứa ngồi hai đầu nó không có chìm cái đít, nó chìm cái đầu thôi. Ngân quay ngược lại. Một người bơi chắc tới chiều mới tới chổng á. Rồi thấy hai đứa nó quờ rồi đó. Hai người này chắc tới chiều. Dạ anh uống nước nè. Ok. Trời ơi nó mệt. Rồi. Long đang nãy giờ Long ở ngoài đây nó đi bắt cá lóc với bắt ếch bằng sẵn rồi giờ nướng. Ăn miếng. Này đồ đậm không mua quá. Có người ra rồi kìa. Ủa không phải. Có cái kẹp không ta? Rồi xong quên đúng đó rồi. Món kẹp không ăn. Phật thủ mất ngủ nè. Xin tòm nè Thái lại đây xin tòm Thái. Mày bị gút cho nên mày ở đây luôn không? Mày không vô đâu, đi nổi thôi. Có lá chuối kìa, lát lấy lá chuối chải để cũng được. Có lấy cây này xỉu cây vô con Thái. Hả? Cái cam này xỉu con cá nó chở dễ không? Không cần cây gấp à. Tại vì mình nướng mình không phải mình nướng ra mình khỏi cần xỉa. Bây giờ điện thoại mình cũng có đây luôn. Bây giờ trong khi đợi cá chín thôi mình ăn với cá kho trước đi, với bún đi. Ăn bún chan mắm. Giờ nó thiệt giờ anh đói bụng mà anh nuốt vô hết nổi rồi đó. Đói bụng mà tới nuốt vô hết nổi. Xỉu. Đó ở trong đây có ai rồi có bao giờ đói bụng xỉu chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ. Em chưa. Dạ chưa luôn. Huy chưa? Dạ chưa rồi. Mày đói bụng xỉu chưa Thái? Chưa. Tao có đói bụng xỉu. Tao đói bụng tủ nước cam là tao no. Nãy giờ tủ nước cam tao no. Hồi cái thời đi học đói bụng một xỉu luôn. Này muỗng hả? Trang này hả? Đúng rồi. Ồ cá này kho ngon quá mùa. Mai ăn không? Đây, Minh. Con canh à? Ồ cá ngon nữa nè. Kêu có thủy nè. Rồi cảm ơn anh. Dạ mời bà con cô bác. Dạ cảm ơn anh. Xin mời. Dạ Thái. Thôi ăn đi nè. Thôi để rau vô. Tao cố gắng. Cái này ngon nè, rau luôn. Sống nè. Ăn cá không chứ tội nghiệp quá cá lóc này ở đây. Ủa ăn bún với cá kho cũng ngon vậy ta. Giờ ăn cái gì cũng ngon. Cá lóc đồ mà không có để được cho ăn thì kỳ quá. Phải cố gắng miếng. Cá lóc còn ngon lắm. Trời ơi dưa leo nó cắt nó để đây mà. Để em lôi nó ra. Cá lóc thì đúng rồi. Hồi chắc mình no hết rồi, cá lóc nó mới chín quá. Mình thấy ăn. Thái mời mà. Ngon ha. Không có ai, không có gì ăn ngon bằng đi đồng á. Đi đồng ăn ngoài đồng ngon lắm. Nấu cháo cũng ngon, nấu cơm cũng ngon. Nấu gần chết mà cũng ngon cho được. Bình thường ăn cái gì cũng chê chứ. Tới chừng đói gì cũng ngon hết. Đó sáng giờ mình sáng giờ có anh với em mà cắt 5 tiếng tấn cam mà bữa mà dạ. Trời xin lỗi khiên nữa trời ơi mà nãy cái đoạn mà anh em cắt chứ vận chuyển ra 5 tấn mà sau cái con quay clip nó bị hư uổng ha giờ ráng phục hồi lại các anh bằng mọi giá nha dạ đúng rồi
cắt cực quá trời mà tự nhiên quay clip bị hư uổng quá. Bây giờ anh ngồi ăn cơm mà anh không nghĩ là có hai anh em mình mà cắt 5 tấn cam luôn. Không biết lấy sức ở đâu mà làm dữ vậy anh ha. Chứ anh Thái em thấy anh bị quất đó anh đâu làm được đâu. Suy nghĩ sao hay vậy ta, ta ngồi đây ta nướng vậy mà anh thấy hậu cần phải cho nó vững, hậu cần không vững lấy gì vô ăn không nghe không. Người làm này là làm kia thấy giờ vô phụ bếp luôn rồi. Quay hồi quay lại kiếm Thái đâu tiêu, đợi hoài không thấy đâu hết trơn. Thì đang Thái đang ngoài đây nướng cá ăn lâu sống cũng ngon lắm luôn. Ngon hết chào ngon kia nè. Ai làm nước mắm bằng ăn vô nãy giờ chưa ra anh trời. Anh làm á. Anh làm luôn hả? Ừ. Anh thấy có cái tay làm nước chấm quá ha. Trời ơi trời, bữa nay anh làm toàn bộ mà. Dạ. Ừ. Toàn bộ thiệt không? Thiệt chứ. Ngon vậy. Cá anh kho. Còn ngoài vườn có 2 tấn cam lát nữa để anh Thái làm luôn đi mình đi vô. Hay quá vậy ta. Trời ơi, không may rồi. Anh thấy cái muối em chấm em ăn làm sao? Muối quên đó nè, nãy giờ lấy cái muối này ra. Trời ốc đi. Chấm ăn luôn. Vậy nhiều cái mặt tốt quá ha. Trời ơi, hay quá. Nhiều tốt hết. Tốt đều. Ăn cơm chắc qua đập số điện thoại cho con đắp mua cam. Thôi, thôi ăn cam thấy một tổ luôn. Số điện thoại là luôn luôn ở dưới màn hình lúc nào cũng có số điện thoại hết. Cho bà con dễ coi. Số điện thoại mua cam là 0378810053. Dạ 0378810053 nha mọi bác. Số thứ hai. Số thứ hai là 070 340 7054. Trời ơi, đọc nãy giờ 80 lần mà không nhớ được cái gì luôn, không nhớ được đầu số luôn. Số 50.000. Rồi để bán cam. Đó, bà con bác cứ gọi số điện thoại đó đặt 5 kg thì là 30.000. Còn 10 kg là 50.000 nha bác. Rồi hoặc là bà con bác tới ngay chỗ Hội Giang quán ngay sang biệt vườn cũng được để mình thưởng thức nước cam và mua cam mang về. Mấy mùa này anh thấy người ta chở cam lên tao mua cái máy ép tao ngồi tao ép luôn, bán từ chỗ cũng rẻ, bán lít luôn. Mùa này là uống được cam ngon mà giá rẻ nè. Ừ. Bình thường mà cam là ngon loại này là mấy chục ngàn một ký không à. Uống bụng cho cả năm đi. Giờ mấy anh em mình ăn xong cái mình ra mình cắt. Mình cắt ít nữa rồi mình giọt lên phớt. Dạ. Chín này hả anh Thái? Cái này đi cực hơn đi cắt sầu riêng luôn. Anh đi cắt sầu riêng khỏe. Tại ngày xưa người xa quá. Này mời cả nhà nha. Vô. Để đợi anh. Vô. Tối nay lên chợ mình like. Đó. Nhưng mà sáng mai mấy giờ mình bắt mình bán vậy? Cá lóc rồi. Chắc 7 giờ mình bán. 7 giờ sáng mình bán. Rồi anh thử con cá lóc nướng chui quấn bánh tráng coi. Nè anh Khương. Anh Khương khai đi. Anh Khương khai chương cá lóc đi. Nghe rồi. Nóng quá. Cái này nó đậu chưa chín à? Chưa. Coi coi. Mình biết đậu chưa chín. Chả nếu như mà chưa chín thì mình sẽ... Đây. Bà con bác coi cách phui cá nha. Đó lọc heo đó. Đậu chưa chín. Cái đậu chưa chín. Cứ cãi không mẹ em ăn cái đầu đi. Tôi nướng mình kỹ thật cao rồi. Nè chưa hoài. Này sống nè. Tàu luôn chín không thấy một miếng gì luôn mà còn chơi. Dưới sống á ông ơi. Khó quá thôi. Bù cho nó miếng rồi. Tại vì nó chê cái đầu rồi nó sống. Ủa rồi lát nữa ốc gác bếp mình lấy gì mình lấy? Hả? Quên nữa ha. Quên. Chuyên gia luôn á. Mình... Cái ốc thì bự như là cái gì vậy đó. Mình đập vô đầu á. Ừ. Cho nước cho mình ăn. Làm mấy đứa ăn đi. Thôi ngồi đây chắc hồi lọc sao quá. Ốc gác bếp nó mập. Vô xíu. Thấy con ốc gác bếp nó mập không? Ừ. Thú ừ. U luôn. Cá ngon á. U luôn. Nhưng mà sao để nó ra nè? Cá ngon quá. Cá là ngọt cá này ăn với cái nước chấm của anh Thái ngon á. Ừ. Ăn vẫn ngon chưa thấy em dạ. Đổ ra hơi cuốn lụi vô
Biên ngần nó té xong rồi nó đóng tiêu luôn rồi. Giận rồi. Khi nó bấm rồi thấy rồi. Nè. Đang cầm kìa. Ồ, cá ngon quá. Thiệt nhìn té té mà anh không kịp chụp lại luôn. Nãy mà anh chụp anh té luôn. Chụp sao được? Nhảy vậy mà sao mà chụp được? Cái đó cũng là một bài học. Làm gì phải biết lượng sức mình. Đừng có theo nghe theo lời thách đấu. Suối đã rồi. Thách đấu của người khác. Suối đã rồi. Nó bỏ cái đầu luôn đi anh ơi. Không giống như Mai làm ai biết không? Nó biết khả năng của mình. Nó chạm bờ cũng được, hay chứ bộ. Chạm thì dễ mà. Nên chậm cái độ khựng lại á. Tại cái dốc nó nha, nó bị dốc á, chứ nếu như nó bằng á là ngân nó qua được rồi. Nó nhảy lên nó bị dốc ngược trở lại. Nếu mà xuống. Nóng quá. Anh nhìn anh cũng biết là khả năng không qua nổi rồi. Không nổi. Nhưng mà anh cũng kích động cho ngân bay qua. Suối hả? Tao đây sốt lắm. Cho ngân bay qua rồi cho cái nội dung nó thêm sinh động không? Mà chạm chân trước là hay rồi đó cô. Nếu mà em nhảy là em sẽ không chạm luôn không? Chạm trước. Em có kỹ năng á, mặt với tay là sẽ với chạm trước. Tốn tiền đi sửa mũi nữa. Mày biết đâu biết đâu biết chỉ bay qua không? Ừ, ngon ha. Nó mập quá. Nó mập quá mà bị trả hàng lại. Không phải, tại vì là nó bự. Đổi hàng. Đổi hàng chứ đừng có trả. Đổi. Đổi. Anh bán ốc uy tín mà làm sao. Hay hấp dẫn quá vậy. Thế nào? Con này sống cái đuôi nè. Con sống cái đuôi. Đúng rồi. Bắt luôn hả? Chơi luôn, nhầm nhò. Có điện thủ anh cho kinh mà nhầm nhò gì một hai chiếc chuyện nhỏ này. Nếu cho bạn em con thiệt là khác anh, tại vì nó khoái ốc khác. Ủa rồi thấy cái này ốc người mua rồi mình gọi xuống hồi nào? Hồi khó nhớ nhưng bạn gắn ghế cho mình đi. Nhiều số nhiều. 0 3 4 3 4 8 4 4 6 7. Thờ vô con ốc nó. Nhiều 0 3 4 gì? 0 3 4 3 4 8 4 4 6 7 nha. Bà con nào muốn ăn ốc có bếp cứ liên hệ. À, lúc nào cũng là chụp máy hết. 0 3 4 3 4 8 4 4 6 7. Thấy em hay không? Số này đó. Tại vì em đi với Khương là đọc khoảng 30 lần rồi. Nên nhớ được cũng tốt. Cũng mừng. Cảm ơn em nha. Dạ. Con của bác ủng hộ anh thấy à. Kiếm Khương một con thật là còn nè. Nước nè. Sao trong đó có nước nhiều anh? Hả? Cái lóc ngon quá. Sao trong đó có nước nhiều vậy? Ừ, lóc ngon mà nó nước vậy đó thấy không? Ừ. Đã không? Lóc ngon quá. Ok. Bóc luôn hả? Kiếm con nào mà khô thiệt là khô cho mẹ đây, cho nó khét à. Bỏ vô cái nước này đi. Con này chín đây nè. Nè mày. Ôi. Lấy đũa kìa anh. Nóng anh. Lấy đũa gấp. Không gấp nó không có được. Khó gấp lắm. Bóc tay nó mới ngon. Mấy anh em Phương vừa sẽ bán 2 ngày nha bọn bác. 2 ngày hả? 2 ngày không? Ăn canh 2 ngày. 2 ngày hả? Ờ hai ngày. Quyết định tại vì là sang thứ tư là mình hẹn với Cần Giờ mình đi trao quà. Vậy đó ha. Ừ. Rồi con cô bác ủng hộ ha. Trong vòng 2 ngày. Tranh thủ. Một con. Trời thì đó là sầu riêng mà bán mà ngày đầu tôi mở bán mà bạn bác mua còn 2 3 tấn. Vậy ha. Ừ. Còn cái này là dễ ăn hơn nhiều. Cái này rẻ. Cam rẻ. Chủ yếu cái này là hỗ trợ cho bà con nha, tiếp bà con nha. Ăn ốc đi. Ăn ốc thưởng con coi. Ăn cá lóc ngon hơn. Ăn con coi. Nè. Ngon lành gì đâu ăn bự. Con bự nè. Nè, nước trắng luôn nè. Ồ, không ngon. Mà cá của nó ngon ha. Cá ngon. Cá ngon ghê. Nghĩ nướng cá rồi đó. Lên đi chính phủ uy tín. Cá lóc nó ngọt rồi bác. Thịt nó lành lắm, hiền lắm. Thịt cá lóc á. Ví dụ tất cả các bệnh hoạn gì không biết sinh đẻ này cái được. Ăn cá lóc là an toàn nhất. Thịt nó hiền. Ừ. Ăn ốc nó còn hiền hơn nữa. Còn ốc thì là
mà em thấy ai xin đẻ ăn hóc chứ thế này. Thơm quá, ăn cái vỏ nó cũng ngon. Ốc đi Mai. Dạ. Để anh Thái mời hoài kìa. Em đang vô hệ cá rồi. Không có cho chấm muối nha. Ăn không đi, ăn chấm muối anh Thái là ngon luôn á. Ăn cá lóc không có chấm muối. Hồi nãy đói quá mà ăn mới có 2 chấm 4 nồi hả? Ừ. Rộng nó ngon ngang vậy đó. Nè, làm đi trời. Trời ơi, em là cái này thử còn mê lắm á. Không ai ăn, cứ để Thiện ăn. Bữa trên kia là mình em ăn hết chừng 20 con mà. Ốc gác bếp mà mình ăn 20 con. Cái đó chắc sẽ không nổi rồi. Chịu nổi rồi. Cái đó chắc sẽ không nổi rồi. Cô cây rau. Lấy đũa hả, dễ hơn. Đũa xeo á. Anh Thái mốt bán kèm cây luôn. Bữa giờ nói ảnh vụ đó hoài luôn á mà. Nó không tiếp thu. Không tiếp thu thiệt sự luôn. Ấm đi, nhiều người ta nói đừng bỏ cây vô, nhiều người cứ biểu bỏ cây vô. Anh quá, anh giống cái chú đẻo cày giữa đường quá à. Đã không, đẻ con chấm bông. Ờ ơi, mất một thằng bự ra. Biết sao anh Thái giờ bỏ cây vô, người ta không cho đi máy bay. Có bật bật ấy á, không khí á. Bật nhọn hả? Cây bằng gỗ mà không được hả? Dạ. Ngọt. Ngọt. Anh Thiện với anh Thái nhìn cũng dễ thương giống nhau ha. Thêm cậu Tư nữa em. Ba ông mà trời ơi, ba ông mà cho đi Tiếu Lâm Miệt Vườn của anh Phương nè. Chừng nào mở mà cho ba ông đi thi là bao vui luôn á. Nhìn cưng ha. Mình thấy vui vậy chứ khán giả không vui em ơi. Nào nó cũng đi, xuống rồi, không đưa ra đây mình giờ lên, nó đi xuống, ngộ. Mình cũng muốn thấy vui, thấy muốn tạo điều kiện nhưng mà... Cái ly sau lưng kìa, lấy cho chị xin cục đá bên hông. Dạ, cũng góp ý anh hoài. Ai sao vậy? Nó, một con nữa nè. Mấy đứa kia nó không vô hả ta? Giận rồi, chết luôn. Và con cũng thông cảm nghe, cái tay mình nãy cũng có chùi sạch sẽ cho nên là bóc cái hốc hay là con cá lóc gì nó cũng... Dạ không sao, mấy anh em mình đang ở ngoài vườn mà. Bữa nay mình đi bụi mà. Anh Minh, không ăn sao? Sao vậy? Chất già. Anh Minh uống không? Còn ly không? À, ly kìa. Mai. Chết rồi, hết cam mà chắc lát phải dắt thêm. Cầm tròn. Không ăn ốc không cho muối ha. Ăn cá lóc là không có cho muối đó. Đánh hả? Đánh lên luôn không? Lần đầu tiên ăn cá lóc nướng bột. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi. Sao cái gì cũng đầu tiên chứ trời. Lần đầu tiên ăn ở đây á chứ còn ăn chỗ khác nhiều lắm. Cái gì cũng lần đầu tiên. Dưa hấu ăn với cơm cũng lần đầu tiên em ăn dưa hấu với cơm. Lần đầu tiên á. Này là em ăn cá lóc nướng chui đây. Ừ. Lần đầu tiên em ăn cá lóc nướng chui. Cá đầu ngày của em á. Trời ơi. Làm như mới xanh thế gì cũng lần đầu tiên á. Chết luôn. Ốc này ốc bồ này mập ghê quá. Ngon. Đúng quá. Rụng răng á nha. Coi chừng rụng răng á. Bỏ ra đi. Cười lắm. Đang ra nó ngậm nó cười. Mình biết khác luôn. Hả? Biết. Ký là 270 phải không? 260. 26 hả? 26 miễn xếp tính ra còn có 200 mà. Miễn xếp xa rồi 60 ngàn á. Còn 2 1 ký 2 ký tới 3 ký là 250. 250. Ừ. 4 5 ký. 5 ký là 240. 10 ký 230. 6 đến 10 ký là 230. Còn nhiều nữa thì thương lượng. Cho luôn. Thương lượng. Thương lượng. Tại vì trên 30 ký giá khác nữa, trên 100 ký giá khác nữa. Ừ. Hình như là ớt chưa có chín lắm anh Thái ơi. Vậy hả? Em thấy nó còn đỏ đỏ vậy. Bị nín. Còn sống không anh? Nó bị nín thôi. Ừ. Chắc nướng lại đi. Đây đưa. Đưa ớt qua đi cho. Đưa hết qua luôn. Nướng lên rồi. Này ngon nè. Cá này ngon nè. Nướng lại đi. Không được, không có tiền. Chưa cho mọi người. Còn con nè. Ủa, cá lóc 2 con hả? Ba con. Con nữa mà. Còn cá lóc nữa mà, con này nó mới ngon. Nhưng mà chưa lên cái coi thi ta hậu cần đang. Dạ
Em Thái nướng cá lóc không? Trời. Con nào như ý con nấy. Trứng luôn. Em nghĩ là anh Thái đừng làm YouTuber nữa, chuyển qua nào làm đầu bếp nấu ăn đi, vợ nấu cũng ngon mà chồng nướng gá cũng ngon nữa. Không mà, chừng sao mà quay clip đó không ai coi hết kỹ em. Ôi đừng nói. Đừng nói hả? Quay mà cấm nói nữa trời. Không hiểu luôn á, em cũng hiểu tại sao. Sao? Cá nướng vậy thôi với con đòi chấm bông chấm bông. Không nhưng mà bữa em xuống anh em quay lại có view nha. Có view. À, cũng hai mấy ngàn, gần 30 ngàn rồi. Ý là ai quay với nó thì bà có xem, còn nó quay không ai xem. Đúng không? Tụi tôi cũng vậy đó, đợt tới dằn xuống đó. Dằn xuống là 4 mấy ngàn đó. 4 mấy ngàn, anh nói lộn ba. Học dịch cũng lộn. Nó đỏ để ra ngoài. Dằn xuống. Vâng xuống rồi, dùng xuống cũng vậy nữa. Dùng xuống cũng 30-40 ngàn không ăn. Mình đi mình ăn cái này mấy. Này ăn ngon quá không? Cái này nó trang vô ngon bộ. Cái khô. Cái khô mà cái khô này khúc miếng khô rượu không? Thôi, dữ đây được rồi. Ba chén thôi. Làm được dữ rồi. Hôm nay bộ đói lắm sao làm dữ vậy? Lấy ăn đi. Không, nãy uống cam quá đã rồi. Thôi, chào tạm biệt bà con bác đi. Còn mình gọi chuẩn bị mình đi cắt cam. Nãy giờ mình quay kênh nào vậy anh? Quay của em á. Ủa vậy? Lộn hả? Dạ vậy để em chào. Dạ vậy mấy anh em xin kết clip ạ. À, chào bà con cô bác, hẹn gặp lại bà con cô bác ở clip kế tiếp. Ở trên đi cắt cam. Dạ. Cảm ơn nhiều hai bà ạ.